Thân ái kính chào quý vị, mình là kỹ sư Nguyễn Đức Tiến Luyện. Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay Luyện muốn giới thiệu một lớp học về điện công nghiệp mà Luyện đang phụ trách và hướng dẫn các bạn. Đó là ở sau lưng tôi thì quý vị sẽ thấy là tất cả những học viên sẽ đang có những cái bo như thế này để quý vị làm được học trên những khí cụ có sẵn. Và tôi nghĩ là tôi đang chuẩn bị rất là tốt về cái vấn đề khí cụ để cho các bạn được học, và công ty Huju đã tài trợ cho quý vị. Các bạn học viên sẽ được làm trên cái tủ như thế này. Đây là cái một cái tủ điều khiển, nó đa chức năng để tôi cho các học viên làm được nhiều thứ. Cho nên các bạn sẽ thấy là ở đây ra cái chúng ta tắt này ha, nó báo dừng ha, nó chạy ha. Thì cái này đó thì các bạn học viên sẽ được trải nghiệm trên này. Thì các bạn sẽ thấy ở phía trong đó nó là cái gì, các bạn đang làm thực hành dở dang. Cho nên mình sẽ quay cho các bạn thấy là các bạn sẽ được thực tập trên những cái tủ như thế này. Thì quý vị sẽ nhìn thấy là mạch khởi động sa tam giác thì nó hoạt động trên nguyên lý nào. Thì ở đây thì mình sẽ bắt buộc các bạn học viên sẽ đi học và làm sao cho nó đẹp để ra một tủ bán. Thưa các bạn, từ những cái bài học trên bảng, rồi chúng ta làm những tủ điều khiển nhỏ, rồi chúng ta sẽ được làm cái tủ MFB, Mainboard Switch. Thì các bạn còn sợ hãi nào về cái vấn đề tủ này? Các bạn sẽ nhìn thấy là các bạn sẽ được làm tạo ra cái tủ này. Các bạn sẽ nhìn thấy được ứng dụng ở trong tòa nhà, siêu thị hay là ở nơi những xưởng xí nghiệp, nhà máy. Thì các bạn sẽ thấy là những thiết bị ở đây, điện công nghiệp ở đây là chúng ta sẽ có nắp chuyển về đo về điện áp. Đo về điện áp. Chúng ta bảo vệ hệ thống bằng rele bảo vệ khóa dòng và rele bảo vệ chậm đất, nút chuyển von, nút chuyển ampe. Các bạn sẽ thấy là ở trong những cái ngăn này là ngăn ATS. Rồi ngăn bên này là ngăn bên tụ bu. Thì các bạn sẽ có những cái lúc các bạn sẽ nhìn thấy là mình sẽ set và cài đặt nó như thế nào. Như vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy bên trong nó là cái gì. Các bạn ở đây sẽ đủ điều kiện để chơi nó. Đó là các bạn sẽ có những cái công cụ mà các bạn làm ra đây. Các bạn sẽ thấy là đang khóa, các khóa khác đang vừa học, mình mới vừa mua để đầu tư cái tủ này về cho các bạn. Đây là cái CB chánh. Rồi ở đây là những cái bớt ba đỏ, vàng, xanh, nó đi như thế nào. Đây là các bạn được tự làm, tất cả đây các học viên sẽ được làm và các bạn sẽ được ứng dụng, và các bạn không nên sợ hãi nó nữa. Thì ở đây là tuy là một cái trung tâm nhưng nó đủ đồ cho các bạn học và nó trị giá gần 500 triệu. Tôi sẽ ngày 16 tháng 9 này sẽ có tiếp tục cái tủ đầu tư thứ hai, đó là về những cái ICB. Thì các bạn sẽ nhìn thấy bên này là cái ngăn ATS này như thế nào. Đó là thưa các bạn, ở bên này thì chúng ta sẽ làm, các bạn sẽ thấy không? Dụng cụ đồ nè, những khởi động từ để chờ sẵn, các bạn thấy không ạ? Các bạn đang làm thực tập làm như thế này thì cái nỗi sợ hãi đó các bạn còn không sợ nữa. Đó là cái mà tủ thuật để cho các bạn được làm, chứ không phải là các bạn nhìn nha. Cái đây thì cái chương trình này đó thì các bạn sẽ được học 3 chuyên đề. Chuyên đề về khởi động động cơ, chuyên đề về máy bơm, rồi chuyên đề về MFB, kể cả những biến tần và ATS các bạn sẽ nhìn vô trong bảng này có luôn cho các bạn. Và cái cuối cùng đó là các bạn sẽ được tính toán lý thuyết làm sao để lựa chọn cái này cho đúng, lựa chọn BCT nó phối hợp những con này nó bảo vệ cái gì. Thì các bạn sẽ cần có đầy đủ kiến thức để các bạn được trang bị cho mình, để cho mình đi làm việc được tốt nhất. Bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ điều chỉnh con biến tần này chạy bằng cái nắp nào, đó là chúng ta mở nó như thế nào. Các bạn sẽ thấy là động cơ nó chạy ha. Các bạn sẽ nhìn thấy động cơ nó chạy ở đây, đúng không? Điều chỉnh đốc cờ động cơ lớn nhỏ này, các bạn sẽ thấy nè, mình điều chỉnh nha, các bạn thấy không? Đó là tùy theo cái ý muốn của mình. Đó, tôi cho nó nhỏ lại. Và mình chạy thuận nghịch được hết thì ở đây có đủ đồ cho các bạn làm ha. Chúng ta được học trên trường rất là nhiều nhưng các bạn đang thiếu sự trải nghiệm. Đó là các bạn viết nhiều cái công thức mà các bạn cần phải có trình độ chuyên môn. Ở đây tôi dùng một cái kiến thức rất là đơn giản dựa trên kiến thức Viện Hàn Lâm được học ở trên trường để cho những người bạn học tiểu học vẫn giải được những bài toán như thế này. Thì tất cả những mọi thứ mà các bạn được xem qua từ trên bo, từ trên những tủ điều khiển nhỏ, từ cái tủ MFP lớn nhất qua con biến tần hay là qua bo ITS sẽ được chốt vào những công thức này. Đây là một bài học, một chương trình khóa đào tạo để đảm bảo cho các bạn có đầy đủ kiến thức để các bạn làm. Khóa học đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn.